Mọi người thấy chim là mẫu không? Là mẫu cây đập vườn. Ủa, có ổ xanh nữa kìa. Mới làm ổ. Chim này chim sâu không mẹ? Hay chim gì? Con kia đó kìa. Ồ, quá trời luôn rồi ơi. Ờ. Rồi rồi. Mỗi người thấy chim là một quá trời chứ. Trên ngọn cây cặp bờ sông. Sông dầm cỡ đâu. Không biết chim gì là món ổ dòng dọc hay gì. Chim là mổ quá đã. Mọi người thấy không? Sao quá không thấy chim rồi mà. Một chó chim sẻ không? Chim là mổ cái cây nè mọi người. Quá trời. Quá đẹp. Xin chào mọi người.